Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của Domingo. Mình là Hoàng Yến, là chuyên viên pháp chế của Domingo. Hôm nay Yến chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó chính là 5 trường hợp chưa được tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ của Nghị quyết 116. Hiện nay Nghị quyết 116 là chính sách hỗ trợ dịch Covid-19 của chính phủ dành cho người lao động đang được rất nhiều người quan tâm. Vậy có phải là ai cũng được hỗ trợ hay là không? Bạn và Yến hãy cùng đi tìm hiểu xem những trường hợp nào chưa được tiếp nhận hồ sơ nha. Mức gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng của Nghị quyết 116, từ khi xuất hiện Covid-19, chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ của người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó có gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ gạo cho người dân bị thiếu đói, hỗ trợ túi an sinh xã hội. Nếu bạn nào chưa xem những video liên quan tới chính sách hỗ trợ của chính phủ về Covid dành cho người dân thì Yến sẽ để link bên dưới phần mô tả để các bạn vào xem tham khảo mình có phải là đối tượng nhận hỗ trợ để làm hồ sơ được nhận hỗ trợ nhé. Ngày 6 tháng 10 năm 2021, công văn số 3138 vừa ban hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa qua cũng là nội dung chính về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo quyết định số 28. Trước mắt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi trả hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quyết định cụ thể. Đồng thời chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm 5 đối tượng đến khi có hướng dẫn. Cụ thể, công văn có nêu tại khoản 1 điều 1 quyết định số 28 quy định một trong các điều kiện để xác định đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo đó, khi xác định đối tượng được hỗ trợ đối chiếu với điều 11 nghị định số 28 hướng dẫn luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với. Thứ nhất là người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thứ hai là người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Thứ ba là người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng làm việc. Thứ tư là người lao động nghỉ việc không hưởng lương. Thứ năm là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trái pháp luật, tự ý bỏ việc. Tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, những trường hợp này không đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng cũng không phải ra khỏi danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp qua đơn vị sử dụng lao động. Thực chất, những trường hợp này có thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bỏ luôn, tương đồng với nhóm đối tượng thứ hai được hưởng chính sách hỗ trợ theo quyết định số 28. Hiện nay, nghị quyết của chính phủ và quyết định của Thủ tướng Chính phủ chưa hướng dẫn chi tiết nội dung này. Do đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu hướng dẫn những đối tượng có thời gian bỏ luôn bảo hiểm thất nghiệp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 mà không có trong danh sách đóng bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 để Bảo hiểm xã hội có cơ sở thực hiện. Trước mắt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp nhận hồ sơ giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã có quy định cụ thể. Vừa rồi là 5 trường hợp chưa được tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Không biết là có bạn nào thuộc một trong 5 trường hợp Yến nói trên không? Yến cũng mong các bạn nhận được gói hỗ trợ lần này nhé. Hy vọng là video này của Domingo chia sẻ những thông tin có ích cho các bạn. Và để theo dõi nhiều video mới của Domingo, các bạn đừng quên bấm nút subscribe để đăng ký kênh YouTube của Domingo nhé. Like và share để nhiều người biết đến những thông tin này hơn. Domingo sẽ ra thông tin đến các bạn khi có thông tin pháp luật mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của Domingo. Cuối cùng, ý chúc các bạn đầu tuần nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thank you.